Hello, hello. Nhỏ thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Này Này Kiếp. Và các bạn đang để ý là tại sao hôm nay giọng Nhi lại vang như thế này đúng không? Đúng rồi, là vì Nhi đang ở một căn phòng xa lạ. Nó lạ thôi chứ, rồi chỉ lạ với các bạn thôi. Đây là căn phòng phía sau của em quay cái shop và cái studio. Thì các bạn thấy nó kiểu nó cứ trong quê Trung Quốc, cho nên là chưa có cái đồ nào mà trang trí vô, cho nên là còn vang. Alo. Cho nên hôm nay Nhi sẽ sử dụng cái video này để thực hiện bước đầu tiên trang trí căn phòng này, đó chính là Nhi sẽ 24 giờ làm thợ sơn tường. Nhi sẽ sơn mỗi cái tường một màu để làm background, để quay NYN clip và quay một series mới. Đó là nhớ bấm cái chuông để nhận được thông báo khi Nhi ra video mới nha. Vậy thôi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nhi Thử Thách. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NYN clip. Nhi Thử Thách đó thì các bạn. Màu xanh, màu vàng và màu đen. Các bạn không nghe lầm đâu, đó là màu đen đó. Bây giờ chúng ta sẽ khui ra và bắt đầu sơn những bức tường đầu tiên thôi. Chảy muỗng đền nha. Ok, ok mày. Yeah, yeah. Nó không lên luôn anh ơi. Bước đầu tiên đã bỏ nghề. Yến Nhi khui không được thật sơn cho nên là nghĩ là bấm điện thoại luôn, hết quay. Nghỉ quay. Đang search Google cách mở hộp sơn. Really? Google trả lời, Google bó tay. Đây là hộp sơn đầu tiên mình đã mở được, một hộp sơn màu đen. Nhìn sẽ đổ ra. Đổ đây nè. Thì đây nè, ai nói gì đâu má. Cái là máng heo đổ vô cả. Heo ăn. Cho heo ăn á hả? Đổ kia, đổ đây chi, đổ đây nè. Nó chạy xuống. Cái này cũng đúng mà. Cái gì này được. Mình đánh đổ đầy nhà đi. Thôi nha, thôi nha, không có thái độ với tao nha. Coi. Mở cái miếng nó ra, miếng đang nồi, mở ra để lót sơn. Giờ mình để lên sàn. Mình để lên sàn đi. Để em gỡ cái này. Từ từ má, má không ngoài mà má chịu chuyện quá má. Ra mở làm đôi. Mở làm đôi luôn, thôi vẫn cầm đi. Đó, rồi lại đi lên. Dạ, ta dính sơn rồi, dính sơn rồi. Cái này ngón thì biết rồi đi. Cái đồ cái cỏ ra. Lấy cái đầu lan rồi đúng rồi, để miếng này lên. Đây. Để cái miếng này lên cái miếng đó luôn. Ừ. Đó. Rồi lấy đầu lan lan lên. Lấy cỏ quẹt đầu lan. Vậy. Ừ. Rồi quẹt lên, đó. Tại sao anh lại sơn một cái bức tường màu đen? Tại sao anh lại chọn cho em màu đen chứ? Đây cuộc đời mày đi ăn thua nha. À, đen thì em phải lùi luôn. Lăn luôn. Ai mày lăn đâu vậy? Lăn đây trước chứ. Mình lăn ở giữa đi. Không chịu nữa thì. Đen xì. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này mình quên đeo khẩu trang cho nên là mình đứng xa một chút. Lần trước mình không đeo khẩu trang mà mình đứng quá gần, nó văng trong mặt, vô trong quần áo, đè leo men. Lăn từ từ thôi, nó không văng. Lăn nhanh quá nó văng. Đúng rồi đó, đúng rồi. Sau bao nhiêu lần làm thợ sẽ phải hồi, nay là có tiến bộ. Sơn bình thường, mấy cái màu sơn bình thường mình sẽ có, khi mà mình sơn xong mình sẽ thấy có một bên đậm bên nhà. Nhưng màu đen thì không. Tại vì nó là một cục đen thôi. Đen lùi lùi. Rồi, tụi mình chảy chân máy bắt đầu vô phụ thôi. Vô phụ, yeah, vô phụ. Dạ, xuống cái này nè. Cái màu gì vậy? Màu gì vậy? Đó là màu xanh. Màu xanh. Không có màu thường chị ơi. Một tí không có màu thường thật yên bình. Để chìa khóa tối khỏi về nhà. Cái đẩy luôn, khỏi về. Ngửi ngoài đường. Ừ. Năng lắm, năng lắm. Thôi là nhỏ bùi đời được không ạ? Thôi nghỉ thằng bé. Nó nhẹ
hơn hay là cả một quá trình? 24 tiếng, tôi nói người ta 24 tiếng mà mở hồ sơ tới 2 tiếng 4. 2 tiếng 4 phút. Đi kiếm đồ mở rồi mở ra, lấy đồng hồ của người ta. Ồ, hồ sơ nó được mở ra. Thật đáng mừng. Đây, bạn. Mình sơn màu đen. Và mọi thứ đây màu đen. Lúc mà mình lỡ mình lăn mạnh tay quá là nó văng như thế này. Nhưng mà sao mà nó khô xong mình lấy cái tay mình tẩy ra thì nó ra hết. Thì con cái là cái mùi của nó hơi hơi ghê. Các bạn nhìn Nhi coi, Nhi có bị văng lên mặt không vậy? Later. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sơn màu vàng. Bây giờ mình đi thở oxy.